rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến cho tim mọi người. Mừng đầy Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bác bộ nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến cho tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến cho tim mọi người. Đang có mặt tại chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng Nhí. Cảm ơn các bạn nhỏ, các con đã có một cái phần trình diễn mở màn rất là hay, đáng yêu, đúng không quý vị? Trong không khí này, bên cạnh các con màu sắc rực rỡ thì ban giám khảo ngày hôm nay cũng rất là lung linh. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo ngày hôm nay. Thế cho chú Minh Xuân hỏi đây, ai dẫn đầu cái vụ mà hát hò rồi mở màn cái bài Ngày Tết Quê Em này, giơ tay cái coi. Trời đất ơi, quá có cô Đăng Trang với lại cô Tú My rồi, em chú Nam. Em giơ theo, em giơ theo, không thấy ai cũng giơ hết. Vậy là coi như là mọi người vui quá, các em vui theo rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Minh Xuân nghĩ là để rộn rã hơn và các con sẽ có thêm tinh thần để chuẩn bị cho những tiết mục của mình đêm nay. Thì bây giờ mình đồng thanh cái chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chắc là phải hỏi chú Hòa Nhật Nam một tí xíu ạ. Quay trở lại với một tập tiếp theo trong không khí mùa xuân nữa chú. 27 Tết rồi, chú thấy như nào ạ? Hết sức là rộn ràng. Chắc chắn là tất cả những người dân Việt Nam đều sẽ mong chờ một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ai cũng sẽ nhớ về quê hương của mình. Đó là lý do mà tất cả các giám khảo hòa cùng với các bé trong một cái không gian ngập tràn sắc xuân ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Nào, vô trong đi, chuẩn bị cho những tiết mục tối đêm nay. Một tràng pháo tay cho các con.
Trời đất ơi, thấy không, vui nhà vui cửa dễ sợ. Mà vui hơn hết là nay Tố My quay trở lại với chương trình nữa. Cơn gió nào đã mang em quay về với chương trình vậy em? Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thơm trong nắng vàng. Trời đất ơi, gió mùa xuân cơn mang gió mùa về đúng xuân không? Đã mang em đến đây và một lần nữa vô cùng là háo hức và chờ đợi. Tố My có theo dõi các bạn quá giỏi luôn. Qua từng tập các bạn phải nói rằng lột xác và ngày càng chững chạc. Đêm nay là rất là nôn nóng. Chắc chắn sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Cô Đăng Trang ngày hôm nay chắc là đại diện cho Cành Mai hả cô hả? Rất là rực rỡ trong sắc vàng. Cảm xúc của cô như thế nào cô? Mỗi lần Tết tới là Trang thực sự thấy rất là bồi hồi. Không có cái ngày nào thiêng liêng hơn ngày Tết hết. Ngày Tết là ngày sum vầy, ngày đoàn viên. Nhất là khi mình lớn lên là mình đi làm tất bật. Ba mẹ rất là trông cái ngày Tết để được gặp các con, cả nhà cùng sum vầy bên cạnh nhau. Cho nên đối với bản thân Đăng Trang, ngày Tết vô cùng là ý nghĩa. Và vẫn được ba mẹ lì xì, vẫn được ôm ấp ba mẹ cùng với bốn anh chị em của Trang trong cái ngôi nhà tại Long Khánh. Wow, chị Trang thân mến, không biết là nhà của chị Trang hình như là khách đến cũng được lì xì đúng không chị? Nhắn cho em cái địa chỉ để Tết Nam kéo gia đình em tới ạ. Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ lì xì cho các em, đừng có lo. Nhưng mà nhà chị có cháu nè, có son nè, xíu chị, xíu em. Thôi, mình cũng bận đúng không em? Mình gửi lời chúc cho nhau được rồi. Tới chắc chắn sẽ bị lỗ thôi. Thế bây giờ là em nghĩ là mình nên có một cái gì đó nó vui vẻ ngày xuân đi. 27 Tết thì là cũng cận Tết rồi. Sẽ có nhiều công việc mình phải chuẩn bị nhà cửa trang hoàng mọi thứ ha. Nhưng mà bên cạnh đó cũng không quên những lời chúc Tết. Thế bây giờ mình làm thơ nhé. Em sẽ mở hàng trước. Mừng xuân Canh Tí, chúc mọi người sẽ luôn luôn hoan hỷ. Em vui chơi không cần suy nghĩ đó. Trời ơi, tiền vô bạc tỷ đó. Tiền ra rỉ rỉ. Và chúc mọi người sẽ được vạn sự như ý. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và với những tà áo dài, Việt Nam của chúng ta sẽ giúp cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Và bây giờ ba chiếc ghế nóng đang chờ đợi ban giám khảo, xin mời. Từ lâu con còn nhớ khi trai xa.
dấu yêu. Vì con cha đã hóa cây bàn già nua, ngồi siêu vào hiên nhà ngóng trông. Thưa quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí, và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên, thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùi xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này. Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua, từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng, nó tạo nên một cảm xúc rất là dâng tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì vậy. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con. Và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất. Nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nguyễn chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước, mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại, rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý, mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư và các con đã hát tốt cái bài hát của mình, cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác, và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực để có những cây đàn đẹp ở đây,
để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình. Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. Dường như là vẫn đến không trở lại, và mãi là như thế em
Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Thật ra thì cái bài này chúng tôi đã thay đổi một chút lời của ca khúc để phù hợp với lại các bé khi biểu diễn trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí. Câu chuyện kể về hai bạn học trò có những cái ký ức, những cái rung động của nhau khi bắt đầu bước vào cái tuổi mà có nhiều cái xúc cảm, nhiều cái thay đổi trong suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì cũng thưa quý vị, đây là cặp đôi song sinh duy nhất mà chinh phục chúng ta từ cái vòng ngoài. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Vĩnh Tâm ơi, cho anh xin mi thứ rải tự do. Có lẽ trong âm nhạc có một sức mạnh. Em rải tiếp tục luôn. Có nhạc đệm đó. Tức là anh nhận xét mà có nhạc đệm đó. Có lẽ trong âm nhạc có em một sức mạnh rất nhiều á. Khi tạo một không gian cảm xúc. Trang phục này giống như các bạn bước ra từ những trang sách của lứa tuổi mới lớn. Các bạn tạo nên một cảm xúc mà chỉ tuổi của các bạn mới có thể làm được. Các con đã tập luyện với nhau rất là kỹ và tạo thành cái điều đó trong khoảnh khắc. Thì khoảnh khắc đó đáng giá. Nhiều năm sau nữa, đây là kỷ niệm đẹp trong đời của hai chị em. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cái cách nhận xét nó rất là truyền cảm như thay lời muốn nói vậy á. Nơi anh cho em cái điệu bolero. Các con thân mến, khi hai con vừa mới xuất hiện, chú Nghĩa cứ tưởng tượng rằng mình rất ba luôn cơ Nghĩa. Mình đang tham dự một cái buổi tiệc cưới. Hai con như hai thiên thần nhỏ xuất hiện hát mở màn trước khi cô dâu và chú rể xuất hiện. Từng dòng cảm xúc các con đưa vào trong lời hát của mình. Mệt quá. Từng cái sự biểu cảm hồn nhiên của các con, nó làm cho cảm giác chú như nhớ về một cái thời tuổi thơ. Chú có cảm giác chú là cô gái đến từ hôm qua. Chú nói lộn nhưng chú cũng muốn nói lại là như vậy đó. Xuất sắc. Và không biết đối với gia đình Vũ Trang thì chúng ta muốn nhận xét bằng âm nhạc hay thôi kệ nó cứ bình thường đi. Cô nghĩ thôi kệ cứ bình thường là tốt nhất. Em dân ca đi, dân ca cải lương. Dạ. Rồi. Nào lên Vũ Trang mà. Rock đi. Ta 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 ta. Làm cho cô chú đây một phen hạnh diện. xuống luôn xuống họ lên câu thứ hai xuống luôn. Lên bí văn á trang em làm anh mất mặt quá. Hai con hôm nay đúng như là hai thiên thần vậy đó, rất là dễ thương. Và hai con hát với một cái lối mà nó mộc mạc, mà nó không có một cái chút gì của đời hết. Nó rất là đơn giản, rất tự nhiên, giống như là nói vậy đó. Hai con có thể bè lại cho chú nghe cái như chuyến em cô gái đến từ hôm qua được không? À, cho em cái rải cái tông cho mấy cháu. Ngày thơ đâu chưa xa dương để lại, giờ có một điều ước em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi những cơn mưa, cười thắm như con đường. Dường như là vẫn thế lại, và mai là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Và quý vị có biết một điều đặc biệt nữa, không phải là những cái bè không, mà chính hai cháu là người đưa ra những cái bè này. Đây là một cái điều rất là cần thiết trong âm nhạc của Việt Nam. Hai con hôm nay làm cho chú rất là hạnh diện. Cảm ơn hai con. Thì hồi nãy em nói rồi đó anh Vũ, hai con làm cho cô chú một phen hạnh diện đó.
còn em làm anh. Và cô Thu Trang, hai con làm cho cô hãnh diện mà còn cô Thu Trang làm cho mọi người một phen hết hồn. Cảm ơn hai bạn nhé. Ôi, ví dầu, ví dầu, ví dầu, ví quả, ví lại, ví trâu vô chuồng. Vô chuồng trâu lại trở ra, mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại nhi dầu nhi dầu. Trời quá, người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dầu dí dầu. Bà dí tôi ra ngoài này luôn nè, bà nghĩ tôi là con trâu à? Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ. Bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa? Thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho. Nổi danh
là Quốc Hương và Gia Uyên. Cái vòng trước á là con hát bài Mây và Núi. Mây và Núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi, lại đi. Bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó mới rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà anh khớp với nhau không à? Có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà nó già, bà già đó trời. Gia Uyên bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó. Trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt. Các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang đó nha. Mà công nhận nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, dạ, con Quốc Hưng á rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống và Khánh Như luôn. Y chang luôn á. Trời ơi, như là copy bát gà gì đó trời. Lúc đi tập ấy kìa. Cái từ một cái người đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam ơi, đặng vô em. Dạ. Dạ xin lỗi khán giả. Về Như Linh rồi. Cô tập sao? Y chang cô chứ đừng có nhảy hay hơn cô quạo quá nè con ơi. Mọi người ơi hãy xem hai bạn nhỏ nhảy thôi. Anh Thanh Duy và chị Khải Như thì cất nha mọi người nha. Nếu mà hai tụi con mà có vô á nha, rồi tụi con sẽ làm nhiều cái ghê gớm hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nữa, chú đảm bảo luôn. Cái lực diễn tụi con như đây là chỉ có 80% lực diễn của tụi con sẽ còn làm nhiều cái ghê hơn nữa. Đúng rồi, đảm bảo luôn. Một đứa đu từ trên đất hai xuống, một đứa từ đất lộn khổ lên cho chú. Lộn vừa hát vậy nè. Ghê lắm luôn á. Đây không phải đập xiếc và chúng tôi cũng không phải là những con rối. Chứ không phải bạn lĩnh. Em khen mà, em khen các con về giọng hát là rất là tốt so với vòng trước rồi. Giọng con bạn nam á nha, diễn thì bạn nữ có vẻ nhỉnh hơn một xíu, nhưng so với giọng bạn nam á là giọng con rất là sáng và hát rất là chắc. Lên cái nốt cao kìa, không bị phô chịch một tí nào hết. Đấy là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Cảm ơn cô ạ. Chưa em chưa nói hết nữa. Chú còn cái thích như vậy nè. Ở cái cuối cùng mà con làm cái trái tim á, mà bạn kia không làm á con cũng vậy. Đáng yêu sợ vậy. Trời ơi con đừng bao giờ nghĩ đó là tai nạn nha. Đó là ông trời cho con một cái cơ hội cho con được duyên dáng bất chợt trên sân khấu đó con. Con ba không nữ phải nghệ sĩ nào cũng không ước phần được như vậy còn đâu. Còn cái cô nữ thì hả, cô quên xong đến khi cô dầm lên cô thấy thấy đâu để vô sao. Rất duyên luôn. Đây nếu mà hai con rất là dễ thương nha. Chú và cô Như là diễn chung với nhau rất nhiều lần rồi. Ví dụ gặp trường hợp đó đi, chị là bé nha, còn em là bé trai. 2, 3. Dẹp luôn. Ở trên sân khấu nó sẽ có những cái phần mà không đúng cái moment, không đúng cái thời điểm là để đưa lên. Lẽ là tập là hai đứa sẽ kiểu cơ liên một lúc rồi. Nhưng vui vô tình nó lại làm thành một cái điểm nhấn cho cái tiết mục của mình. Mà nó lại vô cùng hợp lý. Tại vì đây là hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho cái viện dưỡng lão của mình. Đúng không con? Chúc mừng tụi con. Mọi thứ nó rất là như những gì mà chú đã viễn tưởng ở trong đầu về tiết mục này, nên là chú rất là hài lòng. Cô Dĩ Nhiên sao cô? Ôi, tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ của tất cả rồi. Em thực ra thì sao nữa đâu? Thực ra thì sao hả? Chúc mừng thôi. Thực ra thì mê vậy thôi. Chúc mừng tụi con. Cô với chú Duy cứ ngồi nói trời, nó làm
giống như mình nói, nó làm giống như mình nói với em, nó nhớ hết. Và thật sự cô rất hạnh phúc vì điều đó. Và cô mong rằng á, những cái tự nhiên này tụi con sẽ giữ hoài. Cô không muốn là khi mà được khen rồi cái sau này cái tụi con sẽ lố hơn hay là nhiều hơn, thì cô không có muốn như vậy. Và quan trọng hơn vẫn là cái giọng hát của tụi con. Và thiệt luôn, để nói cho nghe, những cái duyên dáng mà bên trong cái bài hát là ảnh chị tự làm. Vậy quá ra cô Như không làm gì hết ư? Bản năng và năng khiếu của hai làm con. Nói gì nó dập em quá, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Không, tiếp là chị nè, những cái mà tụi con làm á cô cảm thấy rất thích. Diễn thì diễn nhưng mà vẫn tập trung với hát, cái đó là cái điều mà cô thích nhất ở tiết mục này. Cô tự hào lắm, cảm ơn các con. Dạ con xin cảm ơn cô Khả Như và chú Thanh Duy đã cho con một tiết mục thật hay ạ. Thật là cảm ơn. Cái này là tự làm đó. Mỗi cặp song ca sẽ là một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau, đúng với tinh thần mà các cặp huấn luyện viên muốn truyền đạt, đúng không ạ? Một tràng pháo tay chúc mừng cho hai con. Nhìn đi, không có gì hết. Ông ba, ông ba, hòa bình rồi. Hòa bình, hòa bình rồi hả bà? Nhìn cái trời thì quang mây thạnh. Ê, đây đây, qua đây coi nè, coi nè. Cây cối nó xanh tốt, không có hoang tàn như hồi xưa đâu, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình đây nè. Trời ơi, coi kìa, xong mấy đứa nhỏ. Trời ơi, thằng Lập với thằng Trung nó nhờ kìa kìa, cởi truồng tắm xong thấy cưng không? Thương ơi là thương, thấy chưa? Ôi. Tôi già rồi, lú lẫn. Thiệt luôn á, tôi nói ông là trời ơi, coi người ta đi gặp ngoài đồng ấy vui vẻ. Đừng có nằm mơ vậy nữa nghe. Hòa bình rồi. Tôi nói ông nghe hòa nè. Hòa bình rồi hả? Ông là thuộc cái dạng mà ta nói hả? Tôi đi bao nhiêu năm, súng đạn bắn không chết, bị ông hù riết có ngày chết theo ông. Thiệt. Thôi cái mà. Gì đâu mà. À, mấy đứa nhỏ qua thăm ông á. Mấy, ê, đâu? Mấy đứa nhỏ đi mấy đây. Nhỏ qua thăm ông ba hả? Đâu rồi? Dạ, dạ con chào ba, con chào bà ba. Qua đây, ngồi xuống. Nó tới nãy giờ mà nó thấy ông rần rần rộ rộ trong này, nó đâu có dám vô. Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi kế ông ba nè. Đón coi ai. Thằng Hưng. Thằng Hưng đây hả? Trời ơi, còn con này là, à, con Quyên, con cô Quyền đúng không? Đúng rồi, con Quyên, con cô Quyền nhà ở vườn Thượng Quyển đó. Rồi, ê, ba, cái gì? Leo lên cây dừa, chặt mấy buồng dừa xuống đây cho tụi nhỏ uống. Tôi chứ đâu phải đời ơi, đồng kêu tôi hái dừa hoài. Trời đất ơi, bây giờ tao nói nó thích thì nó cứ đi hái đi con, cứ tự nhiên. Tại vì á, tôi thấy trong mắt tôi lúc nào bà cũng như 18, 20. Cho nên á là tôi quên. Ôi. Ơ bậy à. Mà tự nhiên nay mặc mấy bộ đồ này vậy con? Làm dạ, gì? Dạ tụi con đi tập văn nghệ. Tập văn nghệ hả? Dễ thương nha. Mặc mấy cái bộ này làm cho ông ba nhớ tới ngày xưa. Ông ba cũng còn sân sẩn. Ông ba cũng còn cơ bắp. Ông ba bắn bắn lịa. Ôi ông mệt. Giết bao nhiêu quân địch tới trên đời. Thôi 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 ông ba ơi. Cái gì? Ai tới cũng kể thiệt á, mắc cỡ cũng chết luôn. Dạ tụi con biết rồi. Ê, tụi con biết chuyện ông ba hả? Dạ. Tụi nhỏ ý bà, tụi nhỏ biết chuyện của ông ba kìa. Biết thiệt hả? Nói
chứ không biết mà nói làm bậy bà ông giận bỏ ăn là khổ tao. Dạ con biết thiệt mà. Biết sao ai kể mày nghe? Dạ nghe mấy người lớn kể. Người lớn kể vậy tôi nha. Đây người ta kể vậy nè. Kể vậy tôi cho. Nha bà con nha. Kể vậy ông ba này nha. Ủa ơ mấy đứa nhỏ trời ơi. Có anh ba Hưng vốn thiệt nông dân, đi lên hơn Nam Đường vừa mới được quân chương. Thằng sáu thì anh nó mừng, thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói mới một năm nhỏ nói về tôi có đúng không ạ? Ha! Lấy lưng một thời oanh liệt, nay còn đâu? Giờ còn cái xác già này thôi. Bà, tụi nó kể đúng ghê bà. Ê! Chuyện gì vậy? Ô, sao vậy? Ê! Ủa sao giận? Ê! Ủa! Ê! Ừ! Ông biết rồi, bà tuổi thân, tại tụi bay nghe không? Mọi người nói tốt về ông quá, mà bà của bay ngày xưa cũng lừng lẫy, cũng dữ dội lắm chứ bộ. À con biết rồi, biết bà đừng buồn nữa nha. Buồn gì, hồi xưa mình cũng dữ lắm đó, mà mày nhớ gì trơn á? Dạ, dạ tụi con nhớ, tụi con biết à. Nhớ gì, biết gì? Dạ, năm ấy bà ba vừa tròn 18 tuổi. Tụi nhỏ nó nhớ đó nha. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc con gàm đi từng bước chân vàng. Trẻ trung đôi mắt em mở to trong nhắm hàng mi xanh thắm mơ hồ. Chết thằng da nào ai có ngờ chi từ tay đời chẳng ai thắc là mà chân em vơi vơi bay trên hè phố phòng em căng gió cờ đỏ tươi ngày đêm yêu em xông tới tay cầm xuống mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn. Luôn trong hơi mùa giang em sang loạn sung em sẵn sàng. Băng 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 đúng. Ai sẽ tan chảy ngay trên hè phố. Và đó là Quốc Hương và Gia Uy. Thích quá, thích quá, thích cảm quá. Cảm ơn là Phương Việt. Đặc biệt hơn hết là cảm ơn hai ông bà ba quá là dễ thương, Thanh Duy và Khả Như.
Trời ơi, thích quá luôn á. Thích luôn Lộc. Trời ơi. Trời ơi, rất là ham luôn á, mê vô cùng luôn á. Các thiệt con diễn giỏi quá nhờ. Quá trời. Hòa Minzy thì có một cái sự ngưỡng mộ của đội của anh Việt Trung. Còn chú là rất là ngưỡng mộ tụi con bên đội của cô Như với là chú Duy. Là bởi vì tụi con có thể kiểm soát được hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Mặc dù có rất là đông người, người này kéo, người kia giật, mà con tương tác người này người kia, mà con vẫn giữ được cái giọng hát của con. Mà tụi con diễn nữa, có nghĩa rằng là chính xác tụi con là một cái hồn, cái tiểu phẩm luôn. Hai cô chú phụ họa cho tụi con thôi, nhìn lên là thấy hai tụi con không, hai cô chú mờ nhạt. Vỗ tay. Hay quá. Ơi. Cái tiểu phẩm này nó nhắc nhớ về những cái vị anh hùng, những cái người đã có công cho đất nước, nhưng mà nó rất là vui tươi, nó rất là nhẹ nhàng, và tụi con truyền tải bằng một cái sự hồn nhiên của tụi con. Nhìn vào tự nhiên thấy một cái tương lai tươi sáng luôn với tụi mình, và tụi con đã làm rất tốt cái điều đó luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, tiếp tục qua xin mời chú Trung và cô Nhi. À, thật sự thì Hồ Bình Trung rất thích tiết mục này. Bốn đứa con diễn rất là một phần. Xin chân thành cảm tạ gia đình của mình. Lộn, bốn người diễn rất là khớp với nhau, rất là duyên dáng. Nhất là Thanh Duy, cái cảnh đầu tiên diễn trời ơi xuất sắc quá trời. Còn cả Như thì bỏ ra nói câu nào duyên câu đó luôn á, ngồi cười bán biết bao nhiêu luôn á nha. Thật sự là tiết mục này Hồ Bình Trung là thích. Hai con rất là may mắn về đội của cô chú. Và hình như là những cái gì mà cô chú có là truyền tải hết cho tụi con rồi. Cái sự mà hát, hát hay, hát tài của chú Duy và cái sự duyên dáng của cô Khả Như truyền hết cho tụi con rồi. Chúc mừng tụi con rất nhiều. Cảm ơn chú. Mà quan trọng á là cái tinh thần bài hát á, y như là một gia đình ở ngoài đời thật sự luôn á. Nhi rất là thích những cái mà lý lắc ở trong cái ánh mắt tụi con á, tụi con diễn á, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên đó. Nó liến thoáng như vậy nè, nhìn thấy cưng chịu không nổi luôn. Mà bốn người giống như là ngoài đời là hai người đó thôi, mà đẻ ra hai đứa này vậy, kiểu vậy á, gia đình đi diễn văn nghệ chung với nhau á. Nhìn nó không phải là diễn. Cô Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Khi mà tiết mục này được khen á, con có sướng không? Thích không? Thôi cô đứng đây mà cô thì có muốn nở cái người mình ra bự bằng cái phim trường luôn. Cái nở mà kiểu mà để nó cắn kè lên được. Mẹ biết là nó thật sự nó không có quá hoành tráng đâu, nhưng mà nó làm cho mọi người ở đây thích. Nó là một cái điều thành công. Tại vì lúc tập thì cô Như khó quá phải không? Nhưng mà cũng tội nghiệp anh Duy là ổng ngồi kế bên, ổng nói giờ anh làm gì. Cái gửi cho ổng một cái kịch bản rồi cái bắt ổng lên sân khấu ổng làm, cũng tội nghiệp ổng lắm. Ổng sợ dữ lắm nhưng mà cuối cùng ảnh làm được, đúng không ạ? Yeah. Anh làm thấy cũng được đó. Nói chung là tụi cũng mình được. Cứ tin vào nhau là được rồi. Cảm ơn các con nữa. Chị Như biết không, thật sự là khi mà ngồi dưới cái tinh thần á, nó quan trọng kinh khủng luôn á. Tất cả mọi người làm cho cái bài hát này nó trở nên ngọt ngào này, nó tự nhiên và nó đáng yêu, giống như cái tinh thần của đội mình mang lại trong chương trình Từ Đỉnh Sau Ca Nhí mùa thứ 3 này. Một lần nữa chúc mừng. Ôi là chào hết cho hai con. Ủa rồi bận. Em vừa tròn đôi mươi 18 em cài, mái tóc còn vàng thì từng bước dần vàng. Trời đất ơi, bây giờ là có tuổi đâu nha, chứ không có tuổi em vừa tròn đôi mươi 18 nữa đâu nha. Khi xưa ba bé ăn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buồn dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, thật nhiều ba khát khao, thật nhiều ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng năm xưa khoảng trời mênh mông như ba dù lúc.
lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ, và là nỗi buồn, là nỗi buồn. Vì ba cầm lạnh người xưa, ông dày ba lớn lên sức mạnh phi nói cho các cô chú chứ biết tụi con là ai được không chứ sao mà dễ thương quá vậy. Dạ con tên là Võ Nguyễn Vi, con 11 tuổi, con đến từ thành phố Cần Thơ. Trời ơi. Thằng gái. Con xin tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Giang Nghi, năm nay con 10 tuổi, con cũng đến từ Cần Thơ. Trời ơi. Hai tụi con có mối quan hệ gì không? Dạ tụi mới quen, mới quen. Mới quen nhau trong chương trình này hay làm sao? Dạ mấy tụi con đi thi á, đi thi chương trình này nè. Biết, rồi sao nữa? Hai tụi con gặp nhau. Ừ vậy thôi chứ đúng không? Thì gặp nhau là quen nhau từ đó rồi chú ơi. Bây giờ nè, tụi con lắng nghe cảm xúc của các cô chú phía dưới nha. Dẹp cái đồ màu đỏ bên mình. Ồ không hề, vẫn còn tồn tại và vẫn có thể nói chuyện được. Bọn em có trí nhớ rồi. Rồi xin mời đội của anh Thanh Duy và chị Cả Như. Bởi vì Minh Sù thấy là từng cung bậc cảm xúc khác nhau và nó dồn đến cuối chương trình luôn với cái tiết mục này. Cô bị phấn khích với hai đứa con bởi vì cái giọng quá tình cảm. Chơi đàn như vậy nó lại dễ thương vô cùng. Và cô lại thấy cái bạn kế bên đứng, à không biết bạn ấy có tài năng như thế nào. Thì ra là giọng cũng rất là tình cảm và rất là cao. Con ơi, con ơi. Cái gì? Cái gì? Con
con sợ quá hả con? Thật sự là bây giờ không biết phải nói sao, nhưng mà cô chân thành, cô rất là biết ơn nếu như mà con về đội của cô chú. Bởi vì sao? Nào con của ta, dù có bão tố phong ba, giữa muôn trùng khơi xa, hãy như những đóa hoa, mặc sức mà vươn xa. La 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 la. Chú nói một điều là những ai mà học đàn từ nhỏ sẽ có một cái cách xử lý bài hát rất là tình cảm. Yến Vi đúng không con? Khi mà con hát những câu đầu tiên, chú phải xoay qua cô Khải Như, chú nói là trời sao con bé nó hát tình cảm dữ vậy. Dù con chỉ mới có 11 tuổi, rất là đáng yêu. Gia Nghi cũng vậy. Khi mà hai tụi con cất giọng bè lại với nhau là chú rất là thích. Và chú cũng không biết là về đội của chú với cô Khải Như á, chú có dạy tụi con gì thêm hay không? Tại vì đây là một cái phần rất là hay rồi. Nhưng con ơi, nếu mà quê Cần Thơ thì phải về với đội cô chú thôi. Tại vì cái máu miền Tây ở trong lòng của chúng ta là có. Thứ hai nữa, tụi con mặc bộ đồ cũng hợp với cô chú. Tiếng hồng này con. Sinh ra để dành cho nhau. Sinh ra dành cho nhau. Và chú cũng tin là với tài năng của tụi con về đội của chú, chú sẽ làm cho tụi con hát hay, hát hay, hát hay hơn nữa. Cảm ơn đội màu hồng. Con, ai có nói gì kệ nghe con. Thương lắm, rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Đội màu vàng kia, hai thiên thần của mẹ. Ba nói gì với hai con đi ba. Ba thương hai con nhiều lắm. Mẹ cũng vậy. Tôi xin được cảm ơn Thượng Đế đã ban hai con đến cho ba mẹ. Ai ê, ai đẻ ra sẵn cho làm ba mẹ vậy? Con của tụi em đó. Hai con quá dễ thương đi. Rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Mà cũng rất là tự tin, giọng hai con rất là cao. Con 11 tuổi mà con đệm đàn để con hát, và là nữ nữa. Thường thì những người mà chơi được nhạc cụ từ nhỏ đó, cái cảm âm của họ rất là chắc. Và khi mà hai con hát xen kẽ với nhau từng câu từng câu từng câu á, chú rất là thích. Cái tài năng của con thì ở đây ai cũng thấy hết trơn rồi. Cô chú chỉ mong là tụi con sẽ về với đội của cô chú. Wow. Wow. Về chuyên môn thì chú Trung cũng đã nói rồi, thì cô Diệu Nhi chỉ bổ sung thêm về vấn đề địa lý thôi. Hả? Hai con ở miền Tây, còn cô Diệu Nhi ở miền Trung. Hai tụi con đã quen với những cái bài hát ở miền Tây rồi. Hãy đến với cô sẽ chỉ cho hai con hát những cái bài hát ở miền Trung. Ủa cô vừa nói được. Câu cuối nó bị xét nhẹ luôn á cô. Thôi cô hát một bài miền Trung để chỉ mọi người. Nào bây giờ thử nè cô nè. Hát đi. Cô chỉ hát để cho mọi người vui thôi. Chứ okay. Hai tụi con đừng có nhớ cái gì về cô hết nha. Là sự diễn xuất thôi con. Nói về miền Trung thì có một bài hát như thế này. Nghe nói miền Trung xa lắm. Em ơi vậy Cà thôi. Mau bé. Em biết, chính vì vậy cho nên cô làm cho con vui thôi mà. Có gì đâu quan trọng con ơi. Vui rồi. Vui thôi mà. Thấy chưa? Vui thôi tụi con. Ừ. Đó, có thể lựa chọn đồ màu vàng nếu như tụi con quên nhẹ cái lời của đồng hồng. Giờ còn đồ màu đỏ nè. Nhưng chú phải khẳng định lại một điều, hai tụi con rất là hợp với đội của chú Thanh Duy và cô Khải Như. Chính xác. Rất là hợp. Nhìn lên sân khấu là thấy là đây là phải là cặp đôi của cô chú. Tại sao lại hợp cái cách hát, cách chọn bài hát và cách mà tụi con biết không, con biểu diễn mà cô chú hát theo á. Giống như là tụi mình là một nhóm nhạc bốn người vậy đó. Và khi mà nhìn hai tụi con, chú ngay lập tức có những cái bài hát tiếp theo, những cái sự dàn dựng tiếp theo cho tụi con rồi. Chạy ra hết những cái chạy chữ đó rồi. Chạy quá chứ chạy luôn con, chạy xa lắm con. Đây là... Hai con ơi, bên đó chỉ chạy trong đầu thôi, còn cô đã bút sẵn ekip cho hai đứa con rồi. Trời ơi. Hợp lý rồi. Có thể tôn trọng cái đội không gạt cần không? À, có chứ ơi. Trên trời nữa nó làm thơ hoài vậy. Vì sao? Xếp thành bốn chữ dễ thương muốn xìu. Muốn xìu là muốn gì? Có nghĩa là tụi con làm cho các cô chú phải tan chảy muốn xìu luôn á. Cô chú không gạt chọn tụi con không phải là tại vì cô chú không muốn chọn tụi con, mà là cô chú cũng rất muốn chọn tụi con, nhưng mà tại vì hai cái đội kia nó mạnh quá, cô chú không có đủ thời gian để mà gạt chọn tụi con. Không phải là không gạt chọn tụi con, là em ơi cuối cùng là em không có chọn. Thôi im đi. Em đã nhức đầu bây giờ. Ok, hai thiên thần của mẹ. Ngay bây giờ hai con có chọn đội mẹ hay đội của hai bác bên kia? Chọn đi. Thì mẹ vẫn tặng cho hai con một món quà, bởi vì hai con rất dễ thương. Đó chính là quà đó, quà đó. Ý mà trong mẹ. Ủa? Ý mà mẹ tặng cho con của mẹ mà. Cái nào mà của mẹ? Mẹ đã mua cho hai con mà. Dạ thưa mẹ, đẹp của con nha mẹ. Nhi ơi, đi thi á, nói chung cũng phải đầu tư. Chứ để nhà bên kia có cái khoét, cái vách cho em cứ thò tay vô em lấy quá trời vậy Nhi. Mẹ xin lỗi hai con. Mày có cái gì tặng ta một nụ hôn nằm trái đi chứ mà bây giờ nào hít cái nè, hít nhạc á. Thương lắm á, mẹ thương lắm á. Mẹ thương lắm á. Mẹ đi về mẹ ơi. Chồng mẹ nha, chồng mẹ nha. Chết rồi, cái này mẹ ghẻ rồi. Trời như phù thủy vậy đó. Sợ quá. Thiệt luôn á.
Con nhiều ơi, khi anh Trung nên chứng chỉnh là Diệu Nhi chứ không phải là mất thành viên như chơi. Anh đã thuyết phục được gần được rồi, tự nhiên cái bà Nhi bây giờ bà dập cái rồi mất luôn. Ồ vậy là bé sợ lắm á. Bé sợ lắm. Quên mẹ đi con. Quên mẹ đi con. Ừ. Rồi hồi nãy giờ tụi con cảm nhận như thế nào về sự thuyết phục của bốn huấn luyện viên phía dưới? Cần thảo luận không? Cần cho con thảo luận chút. Mẹ nè, em đừng rối loạn đội hình. Mẹ nè, con có muốn cô hát một bài tặng con không? Chọn mẹ đi. Tụi con rất thích hai đội huấn luyện viên, nhưng tụi con chỉ chọn được một đội thôi, nên tụi con sẽ xin chọn đội của chú. Anh Duy và cô Khánh Như. Cảm ơn. Con nhớ. Ai đẻ ai cũng con ra. Ai đẻ ai cũng con ra. 1, 2, 3. Yeah. Ai đẻ ai đứa con ra. Ai ăn cắp số bông bông kia nó tắm cho ai đứa con. Bé ơi, ba má ta đứng dưới kìa. Tôi nói với mình rồi, mình đừng làm như vậy, tụi nhỏ nó sợ, hiểu không? Tại sao không chọn mẹ? Mẹ làm quá là bé nó không còn thấy là mẹ hiền nữa mà như mẹ miền luôn. Hồi nãy nó thảo luận là tại vì lúc đầu nó chọn em. Các em làm nó sợ quá. Không gì nè, thật ra là hai bé chọn. Thảo luận gì nè. Ê, cái đội của cô Diệu Nhi á dễ thương quá. Nhưng mà mình có mẹ rồi thôi, không cần phải chọn mẹ rồi. Nữa mẹ ngược quá. Đúng rồi. Thôi mẹ mới không xưng mẹ nữa. Mẹ cái gì mà hết bẻ tay mấy đứa con nít rồi bây giờ tới trợn mắt ra rồi hung nó. Văng mặt vậy sao chọn được. Nhi, khó thân. Mẹ hiền nào? Không phải, mẹ có cảm giác là Nhi đến chương trình đó không có định chọn thí sinh. Dạ, em nghĩ vậy đó. Anh Trung, anh có cảm nhận vậy không ạ? Anh Trung ơi, cảm xúc tí xíu nè. Chắc đi về. Mọi người đừng có hỏi thẳng anh quá, anh khó nói lắm. Mỗi năm đến hè, lòng mãn mạc buồn. Biết bao ngày qua, chưa chán tình thương. Trường đấy, lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người. À thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu hết trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian nghe không sao. Ê, Quốc Linh. Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Đi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ quá không? Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng. Tụi mình còn rồi. Đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí. Hát cái bài chí bà mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát tới ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời.
đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi 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 thôi, đi, đi, trời đi ơi. Thôi. Thank you.
xin cảm ơn ban nhạc ạ. Chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong, cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Thương, nhỏ thương à. Trời ơi, đất dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn. Dễ thương quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ, tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa. Đây. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ, tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu nghe thôi, nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, Hàng Chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về phía trước. Đưa tay về Nhi bên này, đưa lên trên trời, mắt nhìn hiểu tay. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chị diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em không biết luôn đúng không? Những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy em đâu có biết đâu đúng không? Quà Minh Di, em lại bị ngu muội luôn á. Kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Thật sự là em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Ôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con. Nói về hai con. Nên Quốc Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á, cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha. À. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc cho nên cô nghĩ là Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bài quên bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kiểu dạ không? Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo, nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn. Ok, con có thể phá lên con cười, nhưng mà có con cười đây là con cười với khán giả chứ không là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học, tự nhiên khán giả ta thấy con ủa sao tự nhiên xả dai vậy. Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Con hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ con nè, quay qua nói với bạn tao đi. Nói nhìn bạn kìa, nói đi con, nhìn bạn nói nè, nhắn nhủ với nhau. Ừ, nhắn nhủ với nhau hai vô. Vào vòng trong mình sẽ cố tập trung hơn. Ok. Ok. Ê, ok. Mấy nghe nè, có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung, anh ra anh giọng vàng, anh nói là trời ơi, hẹn 10 giờ mà 10 giờ rưỡi chưa thấy. Nhìn đi mấy giờ. Đâu hồ 12 giờ kém. Đâu hồ 12 giờ kém. Đâu diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi. Trời ơi, sao hòa mình đi. Ta ngồi ở dưới bãi lam. 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ. Đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi nó vẫn là 12 giờ kém 5. Cho nên là cái đồng hồ này bị hư chắc rồi. Không, cái này là tụi mẹ tới con cứ 12 giờ là đi lãng vảng trong lớp đọc thơ.
rõ ràng. Nói chung là rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khả Như. Ủa, cái bí nãy giờ rồi. Nãy giờ hết rồi đúng không ạ? Rất là ngắn gọn thôi, một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng. Nào lại nè, 2, 3. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá trời ơi. Ôi, nó hơi chợt tí xíu mà cũng đều. Ừ. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hát hay lắm anh, tình cảm vậy luôn. Hai bạn này hát lúc nào em cũng hay lòng. Nhưng mà Trung, có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng hồi về Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau. Vừa sự mộc mạc nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng chắc mà cái này em phải nói liền, không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào, Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều, đúng không con? Dạ, chị Trung dạy rất tràng nhiều. Tràng pháo tay dành cho thầy Trung. Hay lắm. Tình vậy là cảm, sự, tình cảm. Sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không hợp lý. Ạ? Quá hợp lý. Nha, cô chú nói đúng lắm luôn á, con tập trung khen lên đi. Khen thì có khen nhưng mình không có được ý nha. Không sao đâu, tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai. Và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu. Một tràng pháo tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cô lên, Quỳnh Nhi, cô lên. Vô. 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 Đi vô. Tan trường rồi con. Ủa con muốn không, nói đi, gì đổng, hả? Đi đổng, đi đổng, đi đổng. Đi đó đó đó, đi đó đi đó đó. Trời ơi. Đi cả lửng cơ thẩn thẩn. Rồi đó. Rồi còn nghỉ nữa. Đi đi xong nghỉ đưa cái tưng ra gì đến nè, nghỉ nữa. Đúng rồi đó, đúng cái rồi đó. Cái câu cuối đồng dính vì hai câu đầu hết á bà. Giọt sữa chặt chiu khoai sắn dưa ca cho con lớn lên tháng ngày đằng đằng qua nửa đời luôn nâng bước đi xa. Sinh ra câu hò điều vĩ sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh, con chưa về để dằm thương dằm nhớ để ví đo đưa trên sông nước bồi hồi giọt mồ hôi ướt vai chạm mặn vất vả nhọc nhằn vần câu hát ngân. Thâm đậm hồn quê sông núi nên vì dăm rồi càng yêu tấm lòng nhau. Ở nơi xa
Con giới thiệu tí xíu đi. Rồi. Dạ, con xin chào các cô chú. Con tên là Hồ Thị Hoài Thương, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh trời ơi, quê mình Hà Tĩnh bình thường. Con tên là Nguyễn Thị Hoài Ngân, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Nghệ An ạ. Ồ, cũng gần gần nhau, Hà Tĩnh, Nghệ An luôn. Hèn chi cái giọng hát tụi con ngọt ngào quá à. Tụi con ra tụi con đẹp, chỉnh chu về cái trang phục nè, hát cũng rất là ngọt ngào nữa. Mình sẽ lắng nghe cảm xúc của cô Hòa Minzy trước đi, bởi vì đây là sở trường của cô hát những cái dòng này rất là hay. Sao thở dài? Sao thở dài? Quay ra bảo người ta chọn rồi còn cố bấm nút. Tại vì thấy em không chọn. Vừa phải thôi, em đang cảm nhận. À, chị cứ kêu em chọn đi cái em không chọn cái chị chọn luôn. Cái rồi lại cãi nhau tiếp đây nè. Thì hai chị em mình què thôi. Con à, hai con là Hoài Ngân và Hoài Thương. Thương. Cô là Thị Hòa. Không liên quan gì hết. Đó, thêm chữ y vào là ra Hoài đấy. Hòa mà thêm y vào là ra Hoài đấy. Vâng. Các con đẹp từ ngoại hình, từ giọng hát, cái tên, tất cả mọi thứ đều xứng đáng để có thể trở thành một người nghệ sĩ lớn trong tương lai. Mà các con sẽ còn thiếu những thứ mà cô Hòa đã nhìn thấy, kể cả trong giọng hát. Nghĩa ra nếu cái khẩu hình phát âm các con đúng hơn với thể loại âm nhạc này thì chắc chắn các con sẽ hát hay hơn. Bởi vì thể loại âm nhạc này là thể loại âm nhạc cô Hòa rất là thích hát. Là hạnh phúc nếu hai con lựa chọn về đội cô để mai sau chúng ta có thể tạo ra một album âm nhạc với nhau. Về đội của cô nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Còn chú thì chú sẽ chia sẻ về một vấn đề rằng là một cái sự, có một cái linh cảm mà chú cảm nhận được rằng là chúng ta sẽ thuộc về nhau á. Các con cất lời lên là quay qua: Hòa ơi, anh đảm bảo với em luôn, hai bé này cực kỳ cao ráo và cực kỳ đẹp. Là bởi sợ vì cái chất giọng này giống như là chất giọng của Ngọc Nữ. Cho nên rằng là rất là sao xuyến với chú. Và khi mà cánh cửa này mở ra, ồ, chú đoán hoàn toàn đúng. Tụi con bước ra như hai cô hoa hậu. Rất dễ thương, hai cô hoa hậu nhỏ. Tụi con bước ra một cái là ồ trời ơi, tại sao tự nhiên năm nay linh cảm của mình, cái trực giác của mình nó quá đúng như vậy. Điều đó nó thể hiện được rằng là chắc là tiền kiếp chúng ta là gia đình của nhau đó con. Trời ơi. Nên ngày hôm nay màu đỏ luôn con nè. Cho nên có thể thấy rằng là có một sự liên kết gì đó mà chúng ta không thể nào lý giải được, đúng không con? Cho nên là hãy về đây bằng những cái sự thấu hiểu, những cái lời tiên đoán, những cái sự dự đoán của chú có thể giúp cho hai con có thể thăng hoa hơn và chắc chắn sẽ phù hợp với hai chữ Ngọc Nữ đi hát. Đấy là dự đoán, còn em là em nói về năng lực thật sự. Và hiện tại các con cần phải thay đổi rất nhiều. Nếu tin cô chắc chắn sẽ thay đổi cho các con. Vì cô nổi tiếng là ca sĩ hát giọng bình thường nhưng rất cảm xúc. Hãy tin cô, hãy về với cô. Vẫn là slogan. Ủa? Thích ai lắm thì cô mới nói nhiều. Hãy về với cô nha. Đúng rồi. Này, mình về với nhau đi con. Thực ra là dừng ngay từ cái đoạn mà lập là được rồi. Em nói thêm cái em thích quá, em xin lỗi chị, em thích quá. Bây giờ đội này nói vậy là tôi chờ xem đội vàng nói gì. Hai đứa con hát xong rồi đến bây giờ chú vẫn chưa tỉnh nữa. Cô khác. Ờ vậy thôi chú ngủ luôn đi, con về đây. Con về đây, chú còn chưa tỉnh đó, con về đây. Chú còn chưa tỉnh đâu, không có tỉnh táo hiểu không? Tại vì Trung đang bị cuốn hút bởi hai giọng hát của hai bé. Thật sự thì có một sự trùng hợp là tụi con cũng có mấy cái bông màu vàng trong áo chú nè. Trời cũng ơi. Xíu có dính đúng không? Như hai con đang cố gắng tìm. Nói thật sự công tâm ở đây á, cái giọng hát của con á về với đội cô Hòa là hợp lý. Lúc đầu chú đã kêu cô Hòa bật cần lên để mời hai con về, nhưng mà tại thấy lâu quá chú sợ là mình bị vụt mất đi hai cái tài năng này nên chú mới bật cần lên. Tại chú muốn giọng hát là mình đã nghe rồi, mình muốn nhìn một cái hình chiêm ngưỡng cái dung nhan bên ngoài của hai con, thì bây giờ đây là chú nhìn thấy là một tuyệt tác. Và rất mong chú thì không biết nói gì hơn, bây giờ còn nữa thì thôi bây giờ để cho cô Diệu Nhi sẽ nói. Với lại nãy cô Diệu Nhi nghe hai con hát đó thì cô Diệu Nhi thấy mấy cái nốt cao là hai con hát qua giọng gió đúng không? Thì bình thường là cô Diệu Nhi nói chuyện bằng giọng gió không? Cho nên hai đứa con rất là hợp với cô. Hòa nói giọng gió được rồi. Cái giọng gió đó.
Các con không có sử dụng giọng gió. Ủa sao nó lên cao quá vậy? Ở đoạn cuối là các con dùng giọng pha chứ không phải là giọng gió. Chú nói công bằng như thế này. Cô Diệu Nhi cũng làm được. Chị Nhi. Thôi cô. Cái giọng hồi nãy không phải giọng gió mà là bị tắt tiếng của chị. Bỏ mình bây giờ. Em hát bỏ mình á. Mình nói thôi. Đàng hoàng. Chẳng nếu đội về đội của cô Diệu Nhi chú Hồi Việt Trung tụi con sẽ cười suốt ngày. Vậy là không học biết. Hát luôn. Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Trời ơi con. Rồi cho tụi con chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác khi đứng trên sân khấu của chương trình này đi. Bây giờ chú nghĩ là tụi con nên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bình thường của tụi con đi. Dạ thì con sinh ra ở một vùng quê của con là ở nông thôn. Con là ở... Ủa, con nói giọng nó đi, không sao. Con ở Yên Thanh. Bố mẹ con thì làm nghề nông. Từ lúc sinh con ra thì gia đình con bị kinh tế sa sút. Và ngày xưa thì bố mẹ con không thể cho con theo niềm đam mê âm nhạc được. Và năm nay thì bố mẹ con đã mạnh dạn cho con tham gia chương trình ạ. Con muốn gửi lời tới bố mẹ con là con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Rất là chỉnh chu đúng không? Rất là trưởng thành trong sự chia sẻ của con. Cảm ơn con với sự chia sẻ này. Và không phải ai bạn nhỏ nào cũng làm được điều đó đâu. Còn bạn Thương thì sao? Con thì cũng giống như bạn Ngân. Hồi trẻ mẹ con cũng hay đi hát lắm. Bình tĩnh con. Bể thôi được rồi. Trước khi cho em xin phép lên sân khấu em không nói nhiều đâu. Em xin lỗi chị. Cô muốn chia sẻ với các con một điều như thế này. Cô Hòa cũng sinh ra ở một vùng quê rất là nghèo. Bây giờ thì bớt nghèo rồi. Quyết định rời xa mái ấm gia đình của mình để lên Hà Nội lập nghiệp một mình. Lúc cô Hòa 16 tuổi, tức là hơn hai con chỉ có 2 tuổi thôi. Đó cô tự cầm hồ sơ, tự bắt xe buýt và tự lên Hà Nội để tham gia thi một cuộc thi để vào trường văn hóa nghệ thuật mà cô yêu thích. Đó là một cái niềm đam mê từ nhỏ và chắc chắn là niềm đam mê âm nhạc của con là cũng từ nhỏ đúng không? Cô chỉ muốn nói cho con là hoàn cảnh không quyết định được số phận của bản thân mình. Bắt đầu tự lập một mình thì cô mới biết là cái nghề nghệ thuật này rất khó khăn. Cô là người hiểu nhất điều này. Nên mong hai con hãy về đội của cô để cô có thể chia sẻ tất cả những khó khăn mà hai con sắp phải gặp trong tương lai. Hay quá. Hay quá. Lại có thêm đó. Một sự yêu thương nữa dành cho tụi con rồi. Giống như sự chia sẻ của cô Hòa, tụi con phải tự tin hơn. Bởi vì đây chính là hành trang bắt đầu cái niềm đam mê của mình thật sự rồi đây. Đây là một sân khấu rất là lớn và chuyên nghiệp. Tụi con có ban nhạc, tụi con có nhà sản xuất âm nhạc, tụi con có đạo diễn hình ảnh rất đẹp, tụi con có rất là nhiều huấn luyện viên giỏi ở đây nữa. Tôi mỏi chân quá, tôi đi tôi chịu hết nổi rồi. Cũng tại bà không đó, ai mượn tách nhóm ra đi khám phá làm chi, giờ lạc rồi đó, tính sao giờ? Vậy thì bà không nhớ cái mục đích của cuộc hành trình mình sao? Nhớ chứ, tụi mình đi tìm bí kíp tại tỏa sáng á. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Có chơi có chịu, không gặp không về. Ủa chứ bây giờ muốn về cũng đâu có biết đường đâu mà về. Dễ thương. Wow, những pho tượng này đẹp quá. Tôi nhìn họ giống như là các ca sĩ nghệ sĩ vậy. Thiệt hả? Họ là các ca sĩ nghệ sĩ sao? Tội nghiệp quá à. Chắc tại họ đi hát nhiều quá nên hóa thạch luôn rồi. Trời, đừng có nói bậy. Tôi nghĩ họ là những vị thần âm nhạc á. Vậy làm sao để chúng ta thức tỉnh họ vậy đây? Tôi có đọc một cuốn sách chỉ cách thức tỉnh họ bằng âm thanh. Thiệt không? Làm thử đi. Trời ơi bé quá, không có nghe gì hết trơn á. Thử lại một lần nữa xem. Họ nghe được âm thanh của mình kìa. Thiệt hả? I want nobody, nobody but you. I want nobody.
đây nè, thích lắm luôn á. Thiệt hả? Tôi cũng mơ giống vậy nè. Mà sao giấc mơ của tôi cảm giác nó thiệt lắm á. Chắc đó không phải là thiệt đâu, đó chắc chắn là mơ. Đây không phải là mơ mà là sự thật. Chào các con, hôm nay các con tới đây để làm cái gì vậy? Dạ, tụi con tới đây để tìm bí kíp tỏa sáng. Bí kíp tỏa sáng à? Nói đi em. Bí kíp tỏa sáng nằm trong trái tim của các con. Các con có đam mê không? Dạ có. Nếu như các con có đam mê thì chúng ta sẽ chắp cánh cho con bay đến ước mơ của mình. Nào theo ta. Và đặc biệt hơn hết là nó có một cái sự bùng nổ vào đoạn cuối cùng của chúng ta trong phần trình diễn vừa rồi. Không biết là cảm xúc của cô Diệu Nhi như thế nào ạ? Cô Diệu Nhi vẫn thích cái tinh thần ở bài thứ hai của hai con hơn, giống như nó hợp á, nó vô cái chất của mình vậy đó. Nhưng bài đầu tiên cũng rất là dễ thương. Phần trình diễn rất là tốt, chúc mừng hai con nha. Cảm ơn cô Diệu Nhi ạ. Còn chú Trung sao chú Trung? Bốn đứa con giỏi lắm. Anh Trung có vấn đề mấy tụi em. Cũng biết là cô Hòa ngày hôm nay thì cũng với một bộ váy rất là lấp lánh, cảm giác của cô như thế nào? Quay trở lại với sở trường tiếng Anh và một bài hát mà em nghĩ là đây có thể gọi là một ca khúc kinh điển, thì qua cái giọng hát của các con đã thể hiện rất là mãnh liệt và cô nghĩ là hai con đã rất là thành công ở cái bài hát thứ hai. Còn bài hát đầu tiên thì đã mang lại cho tất cả khán giả ở đây một bầu không khí rất là dễ thương. Các con đã làm rất là tốt rồi, chúc mừng hai con nhiều nha. Hy vọng các con được vào vòng trong. Chị Như và anh Duy có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Đầu tiên là chắc phải cảm ơn các vị huấn luyện viên đã cho các bé một cái động lực rất là lớn. Bởi vì khi mà các bé diễn trên này, thật sự hai bé này đúng là áp lực khi mà biểu diễn tiết mục này. Cô cảm thấy các con đã làm rất là hết mình và cái sự thông minh của các con học thoại kinh khủng, làm cho cô cảm thấy trời, mình phải cố gắng để mà cho cái tiết mục nó hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh Thanh Duy. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi từ trong suốt thời gian qua, và hẹn gặp lại trong lần tới nha. Lần tới nha. Một lần nữa hỗ tay cho gia đình Thiên Thần. Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đâu hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm thang ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều ở nơi xứ người.
sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Người chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay sao hoài ở nước ngoài. Giờ con đã nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bất lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho tôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Rồi người ta nói đời nên khi biết con thấy trời vơi, tuổi xuân có mây hồi ta phương nói trôi sông đời, nên con nào dám nặng lời. Mẹ chớ nghĩ ngợi, bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời rơi nơi nương nấu một thời, về trong đôi mắt xa. Giới thiệu về mình cho cô chú cùng biết nào. Dạ, con tên là Mai Khôi ạ. Mai Khôi, thế con bao nhiêu tuổi, con đến từ đâu? Dạ, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Cô bé này thấy được cái sự bình tĩnh của cô ấy, có nghĩa là khi mà mình không chọn vẫn lịch sự, vẫn rất là thoải mái. Thế thì con khi mà con đến đây, cái tâm lý của con á, ai cũng muốn đậu đúng không, ai cũng muốn được chọn đúng không? Nhưng mà khi mà không được chọn á, thì con có bao giờ con nghĩ là nếu như mà không được chọn thì con sẽ làm gì không? Dạ, nếu không được chọn thì con cố gắng lần sau để được chọn ạ. Thấy chưa? Rất là lạc quan. Tinh thần rất tích cực. Hoan nghênh con. Nhưng mà Mai Khôi ơi, cô Diệu Nhi muốn hỏi con á là ngoài cái dòng nhạc này nè, thì con còn biết hát những cái dòng nhạc khác, những cái thể loại nhạc khác không? Dạ thưa cô, là ngoài dòng nhạc này ra thì con có thể hát dòng nhạc dân ca đương đại, pop ballad hoặc là nhạc trẻ, và con cũng có thể hát được nhạc rock ạ. Cái bài hát nào mà con tự tin nhất, mà con thường thoải hát. Mái nhất? Cái bài nào con hay hát ở nhà nhất, con chú thích hồi nãy nhất. Giờ chú nghe cái bài đó mà chú đang cần một sự đột phá hơn của con nữa. Chú rất là tiếc, bây giờ con chỉ cần thể hiện một bài nào nữa, có thể chú lựa chọn liền. Rồi, bé xin hát bài Việt Văn Tơ ạ. Sân tơ, tơ sân, tan tình con nhện. Tơ sân, sân tơ, tan tình con nhện. Dọc ngang tơ lòng một vòng âm dương, sinh ba năm xôi sinh ông hữu diệu, đàn cho chiết kiệu chàng cho ngựa tiếng. Về đêm trăng tròn ngũ hành bát quái, đi hết một vòng âm dương.
vòng công công vương chúng ta lòng ý mà đời chờ người tri âm ô mây tan tình ta. Ok, cảm ơn con. Cảm ơn con rất là sao nhiều. Sao vậy chú Trung? Ba đội đều không chọn con, nhưng chú vẫn còn cái điều đó ấm ức. Chú nghĩ là con sẽ làm được tốt hơn như vậy nữa, nên bây giờ chú sẽ cho con một cơ hội, và chú sẽ cố gắng phát huy tài năng của con đạt đến tột đỉnh luôn. Con phải nhớ vô vòng trong, con phải cố gắng hết mình, nghe không con? Nhớ nha, chú chọn con. Chèo bách chèo. Yeah, xin chúc mừng. Cô chú đón con đi nè. Trời ơi, sao dễ thương vậy. Về chú Trung sẽ chỉ con từ từ nha, không sao. Cảm ơn con. Chưa, 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 chưa.
chưa. Con em nhận nhận con trai nữa. Hay quá con. Đâm dấu, đâm dấu. Lại lại hung luôn anh, đánh trống. Dạ, dạ, dạ. Lên lên. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Bạch? Anh Bạch, anh Bạch ơi, cái này là cái gì? Tụi tôi yêu cưới. Tuổi tụi con mà bè mà cái quãng 3, quãng 5 như thế không phải là chuyện dễ. Cho nên cô chú có hai món quà này muốn tặng tụi con. Rồi tụi con muốn về đội có ai đó cứ việc về. Đó, vậy đó. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ hát hồ trên núi một cái bài hát đầy tính học thuật mà nó gắn hai cái mắt kiến như hoạt hình vậy trời. Đúng rồi, cái này là bài hát khác. Mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy không phù hợp. Nhưng sao em lại bắt đứng anh? Quà là quà thôi. Dạ đúng rồi. Cái thứ nhất là tình cảm của chú Thanh Bạch. Chú chuẩn bị rất là nhiều thứ để làm sao để mong cho tụi con vui, cho khán giả vui, cho tụi con có những cái kỷ niệm. Con hiểu không? Mình mới có hay là cho sẵn không, để tặng? Không về gì cũng cho. Đúng rồi, rồi. Cũng dạ, cho. Vậy thì vậy em tặng. Bây giờ bên kia không hết. Hai đứa giới thiệu cho mọi người biết coi nè, tên gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi nha. Con tên là Lê Minh Nhật, năm nay con 12 tuổi, đang học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. À, còn con là con tên là Lê Ngọc Thanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ồ, ok. Cái mà cô thích ở hai đứa con á là hát bình tĩnh từ đầu cho tới đuôi, rất là tập trung, đi tới cái nốt cuối rất là bình tĩnh, rất là ổn định. Khi mà hai đứa con mặc hai bộ đồ này á, cô mừng ơi là mừng luôn. Tại sao? Tại vì cô cũng có hai cái bộ đồ cũng giống giống như vậy nè, mặc với quần jean như vậy nè. Em thì con cô cũng có bộ đồ giống vậy luôn. Bây giờ vậy nè, hồi nãy á các con hát gần cuối á, tất cả mọi người đều tưởng các con đã hát hết rồi. Chú Nguyên Khang tính phóng lên sân khấu như đứng đây sẵn luôn, một chứ mình chú nha. Một mình chú biết đang rằng cảm được rằng hai con vẫn còn nữa, cho nên là chú đi. Nghĩa là để cản thoại, mọi người lại thoại không có ai nghe, không chú Nghĩa cản mọi người lại vỗ tay ngay cả đó. Nói cái gì đi nữa thì cũng không có một hay không ý, ừ đúng rồi thì bây giờ mà ra sức thuyết phục đi, cũng ráng ra sức đi có sao đâu. Cái việc nói thoải mái đi ha, mình cái này phải là người yêu mình nghe. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh vậy. Anh chị nói cái gì không có nghe được. Bây giờ anh Nghĩa, anh làm ơn anh về đi. Thôi để cho nhà này đi, nhà này không chọn nhưng mà chia sẻ chút cái suy nghĩ. Chị đừng lôi Andy ra nữa chị. Dạ. Con có vô đội nào đi nữa thì cô chú cũng sẽ cho con đi bơi với Andy. Bây giờ xin mời cặp đôi này. Nãy giờ chị Ly là ít nói nhất, anh Nghĩa anh hứa đừng nói nha, để cho chị Ly chị nói anh. Tụi con đúng là nghe trong cái giọng hát của tụi con là nó có cái độ mà gọi là chững chạc và điêu luyện. Nó có hai cái thái cực khác nhau. Khi mà bé Minh Nhật là ngâm cái đầu thì nó là có độ uyển chuyển mềm mại, ngược lại qua Ngọc Thanh thì lại Ngọc là Thanh. Cái nấc là nghe nó lạ, cái nó khác nhau hẳn chứ nó không có giống nhau. Trong cái giọng hát của tụi con, cái độ kỹ thuật tụi con có rất là tốt, rất là nhiều, cho nên là cũng, chú Vũ cũng nói công tâm nha. Cũng có chú ngồi xuống tương đồng thôi, thôi em ngồi xuống. Sao vậy, sao vậy? em định nói để cháu về đội chị nhưng mà chị Trân Trang nhìn em thôi, em không dám nói nữa. Nhưng mà con phải chọn về đội nào đây đi. Vậy con ơi, Andy hay qua bên nhà này chơi lắm. Nói nghe nè, Nhật với lại Ngọc Thanh, nhà cô có bé Son, hai đứa con dễ chơi hơn là chơi với con trai. Chơi con trai với nhau cũng bình thường đúng không? Giờ đâu chơi có, với bé gái nhỏ hơn. Hai bé gái rất là xinh. Có hồ bơi đàng hoàng. Ồ, rồi có đồ ăn, thức uống. Rồi nhà cô Ly cũng có hồ bơi luôn. Nhưng mà hồ bơi nhà cô Ly đang sửa, 2 tháng sau mới xong. Đó là lúc chương trình xong rồi. Con ơi, bây giờ chú phải cắt chị chú nói thôi. Cắt đi à.
Nếu như cô Đoan Trang có nói rằng cô có sữa cho con uống thì xin lỗi cô Đoan Trang nha, chú mua con bò về cho con uống tại chỗ. Hai con cứ suy nghĩ đi, hai con nha. Rồi, bây giờ cái quyết định là phụ thuộc về hai em. Chọn ai thì chạy thật nhanh về đội của người đó nha. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa tạo dáng lòng của người cha, người mẹ gì đó để đón hai hai lòng con mình. Mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ. Dạ. 1 2 3 xin mời. Con ơi, lòng mẹ thì luôn luôn bao la. Cho dù các con có ham chơi đi lạc qua nhà người ta thì mẹ vẫn đón con về nhà và hát cho con nghe bài hát La La La. Công nhận sự đầu tư nó có kết quả ghê. Mà cái dáng anh Nghĩa hồi nãy đẹp lắm kìa. Nói sao anh, nói sao anh dạy cho em đi để lát em bị chú ra. Thế là mình tất cả mình đứng lên mình tập cái dáng này đi nha. Đứng lên, đứng lên đi, đứng lên. Khó đàn lắm mà. Cái gương mặt phải bao dung, bao dung. Thôi thôi, đứng đây nè. Rộng mở, cái kiểu như mình phải chồm tới mình chờ đó con mình. Bây giờ nhắm, vậy đó. Nhắm cái mặt có đủ bao dung không? Cái mặt bao dung nha, còn nếu không thì cái mặt bao đi lông cũng được. Dạ, 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 bao dung. Cái kia. Trời, trời, trời. Trời ơi, mẹ khóc đi em ơi. Trời ơi, cái gì sâu quá. Thôi dù gì cháu nó cũng về đội của chị rồi, nghỉ đi, xả dai đi, xả dai đi mấy đứa, xả dai. Trời ơi, Thu Trang diễn sâu quá kìa. Kìa, bây giờ xuất ra không được. Ô, hay quá Trang ơi, hay quá. Trời ơi, Trang cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn chương trình đã cho mình vào một cái chương trình không chỉ có ca hát mà diễn nữa. Và ở đây thì hai bạn diễn viên của chúng tôi, Thu Trang và Đại Nghĩa, quá xuất thần. Cho nên... Ủa, vẫn diễn hả?